Chiều ngày 24 tháng 3 năm 2021, ngày 12 tháng 2 năm Tân Sửu, đại diện giáo phẩm Giáo đoàn 6 hệ phái Khất Sĩ, Chư Tăng và quý nam nữ Phật tử trang nghiêm cử hành lễ thượng bản hiệu Tịnh Xá Ngọc Định tại địa chỉ thị trấn Lai Uyên, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Dưới sự chứng minh và chủ trì buổi lễ của Chư Tôn Giáo phẩm Giáo đoàn 6 hệ phái Khất Sĩ, toàn thể hội chúng thành kính dâng hương, cúng dường chư Phật, tri ân chư vị tiền bối khai sơn. Hòa thượng Thích Giác Điệp tán thán tinh thần phát tâm hỷ cúng dường ngôi Tịnh Xá của Phật tử Quỳnh Giao và tín tâm hộ trì tam bảo của Phật tử nơi đây. Tiếp đến, đạo tràng cung thỉnh Chư Tôn Hòa thượng chứng minh quan lâm niệm hương bạch Phật và sái tịnh, chú nguyện thượng bản hiệu Tịnh Xá Ngọc Định trong niềm phấn khởi của toàn thể hội chúng. Được biết, bà con nơi đây mong cầu có được một cơ sở Phật giáo để tu học. Phật tử Nguyễn Thị Quỳnh Giao, ngụ tại địa phương, đã phát tâm hỷ cúng gần 32.000m2 đất và toàn bộ chi phí xây dựng ngôi Tịnh Xá, mang hiệu Ngọc Định. Đây là việc làm rất ý nghĩa, mang lại công đức thù thắng của hàng Phật tử, từ đó đáp ứng nhu cầu tâm linh của bà con trong vùng, mang lợi lạc tinh thần cho nhân dân. Dịp này, Phật tử Chùa Khuôn Việt, thành phố Hồ Chí Minh cũng trao tặng 100 phần quà đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong vùng, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng.